Cả nhà hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần 3 của mẫu áo hoa tim nha mọi người. Và ở đây mình đã móc xong được hai bên áo luôn là ba cái bông hoa tim như thế này. 1 2 3 mình móc hai miếng như thế này. Bây giờ chúng ta bắt đầu gấp cái thành phẩm để thành cái phần áo trên nha mọi người. Trước tiên các bạn sẽ gấp đôi cái phần một bên áo lại cho mình. Các bạn sẽ gấp làm đôi lại và cái bên kia các bạn cũng sẽ gấp làm đôi lại cho mình. Rồi cái đó thì ở đây mình có một cái đầu một quý là giống như là một bên mình đang hiện tại mới vừa móc xong để mình kết thúc á, thì mình để như thế này. Còn phía bên kia mình cũng móc, các bạn nhìn cái mũi nó giống nhau, nó ập cùng phía với nhau nè, giống như mặt phải này. Cái bên này cũng mặt phải. Thì giờ các bạn để hai bên như thế này, nó sẽ đi xéo cái hình chữ V. Thì các bạn sẽ móc mũi chuột cho mình cái đoạn từ phải sang trái nha mọi người. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái cánh tim đầu tiên, mình sẽ móc ngay chỗ cái điểm chính giữa của cánh tim đầu tiên là ngay điểm này. Mình sẽ bắt đầu kéo cái phần sợi mà nãy mình nói các bạn ở bên cái tà bên kia qua đây nè. Rồi phía bên bạn đợi chút xíu, phía bên tà phía dưới nè có cái đầu mũi thấy không, các bạn sẽ la kéo cái phần sợi này qua để các bạn móc cho mình. Rồi kéo lên, kéo cho chặt lại nha. Rồi các bạn sẽ gặp hai cái thân trước và thân sau lại với nhau như thế này. Thì mình sẽ đâm từ phía dưới đi. Các bạn sẽ đâm từ phía dưới. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi chờ kiểu như một mũi chuột như thế này nè. Móc đâm từ phía dưới, mũi nào hay mũi đó nha. Các bạn kéo qua như thế này cho mình. Rồi tiếp tục mũi kế tiếp. Các bạn cũng kéo qua cho mình. Các bạn sẽ kéo cho tới cái điểm chính giữa của cái phần cánh hoa bên đây, có nghĩa là ngay chỗ cái điểm này. Này, ngay cái đường giữa, năm đường thì ngay cái đường giữa này cho mình. Mình kéo được hai mũi rồi đó. 3 4 ở đây các bạn kéo lỏng thôi nha. 5 6 7 8 9 10 11 mũi nè. 12 13 14 15 16 17 mũi nè. 18 mũi. 19 mũi. 20 21 22 23 24 25 26 mũi và cái mũi thứ cuối cùng là mũi 27. Đây. Rồi các bạn sẽ móc lên hai bính và các bạn cắt bỏ cái sợi, các bạn rút thật cho chặt lại để mình chốt cái mũi nối ở đây luôn. Đây, mình sẽ nối cái phần thân trước như thế này và phần thân sau mình cũng phải nối vậy nha. Bây giờ mình sẽ giống như bây giờ hiện tại như vậy, thì bây giờ các bạn sẽ cầm nguyên cái này, các bạn ập lại ngược phía như thế này. Ập ngược ra phía sau. Quay cái mặt nó lại á. Đây, tiếp tục cái phần thân sau. Thân sau thì cái phần thân sau thì các bạn cũng đắp như vậy, từ bên đây đắp ngược qua. Này, đó. Hoặc là nếu các bạn không muốn như phía trước á, thì các bạn có thể giống như phơi thân trước, thân sau các bạn sẽ đắp như vậy. Thì một hồi nó sẽ ngược chiều với thân trước nha. Đó, các bạn cũng lấy cái sợi các bạn bắt lên cho mình và các bạn móc mũi chuột. Các bạn sẽ tạo một cái đầu sợi cho mình đối với phần thân sau. Rồi điểm đầu tiên là ngay cái đường này đi ra. Này, các bạn nối với
với cái mũi đầu tiên của cái đỉnh phía này. Rồi các bạn kéo phần sợi lên. Đó. Như thế này. Rồi các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trượt y chang như cái phần hồi nãy mình mới vừa trượt luôn. Cái chân mũi nào thì các bạn sẽ trượt ngay chân mũi đó cho mình. Rồi bây giờ tiếp theo thì các bạn sẽ lật ngược nó ra. Để các bạn nối cái phần bên hông nè. Giống như nãy thì cái đường ấy mình sẽ lật ngược nó ra. Rồi mình bây giờ mình bắt đầu nối hai cái đường bên hông này. Các bạn nối lên cho mình là tổng cộng 5 hàng nha. Hay ở đây các bạn sẽ bỏ hai cái mũi này ra, các bạn sẽ buộc lại cho nó chặt cũng được hoặc là không buộc, rồi các bạn bắt đầu nối cho mình cũng làm cho mình một cái đầu sợi này, bắt một cái đầu sợi cho chặt lại để không bị giục sợi á. Rồi các bạn đâm một lượt hai cái mũi chân phía dưới đi luôn. Các bạn phải bỏ cái sợi đó ra, mình sẽ buộc mình giấu sang. Các bạn móc lên cho mình một bính nè, 2, 3 nè. Bắt đầu ngay chỗ cái chích cái đầu hàng thứ nhất nè, thấy không? Đầu hàng thứ nhất bên đây, các bạn sẽ móc đâm qua cái đầu hàng thứ nhất bên đây, móc lên cho mình một mũi đơn như thế này đó. Rồi tiếp tục lên hai bính nè, rồi tiếp tục lên cái đầu hàng này, móc một mũi đơn, hai bính nè, một mũi đơn. Các bạn thích tay áo rộng thì các bạn không nối này lại mà các bạn chỉ nối khúc dưới được cũng được. Còn đây thì ở này mình sẽ nối lại tổng cộng là 5 hoặc 6 hàng tùy các bạn thôi. Ở đây mình nối được 4 hàng rồi nè, 2 là 4 nè. Bây giờ mình sẽ nối thêm một hàng nữa, dẫn lên hai bính nè. Từ bên đây mình sẽ đâm qua cái hàng bên kia. Nói chung các bạn sẽ can cái hai hàng nó trùng nhau nha. Cái hàng cuối cùng này các bạn sẽ trượt qua, sau đó lên cho mình hai bính và các bạn kéo bằng sợi cứng lại cho mình luôn. Rút cứng lại. Ở đây mình sẽ nói cái mặt trong nó như thế này. Đó. Các bạn thấy không? Nhưng mà khi qua phía ngoài thì các bạn sẽ khó nhìn, nói chung là không thấy cái đường nối không đó. Rồi tiếp tục phía bên đây cũng tương tự như vậy, cũng ở mặt trái các bạn sẽ nối phần bên hông bên đây cho mình luôn. Các bạn cũng làm một cái chốt sợi, các bạn nối phần bên hông thì bên kia 5 hàng thì bây giờ bên đây cũng 5 hàng, mình cũng nối vậy thôi. Mình cũng đâm ngay chỗ cái đỉnh đầu cuối nè, mình kéo sợi qua rồi lên 3 bính, cái hàng đầu tiên lên 3 bính nha. Sau đó đâm từ bên đây qua đây, móc một mũi đơn, hàng thứ nhất nè, 2 bính nè, 1 mũi đơn, hàng thứ hai nè, 2 bính nè, mũi đơn nè, hàng thứ ba, 2 mũi bính, mũi đơn, hàng thứ tư, và cái mũi hàng thứ năm cuối cùng. Kéo và trượt qua luôn, rồi lên hai bính, kéo rút chặt lại cho mình. Đó, như vậy là mình đã nối được hai cái phần hai bên hông luôn rồi đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ lật cái mặt ra, lật mặt trong ra để mình bóc tiếp cái phần thân dưới nha. Tại vì nãy mình nói là cái phần gần bên hông là mình sẽ nối cái mặt phía mặt trái. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái mặt phải nè. Bây giờ mình sẽ để cái áo cho các bạn xem mà. Khi mình nối á, là cái áo nó sẽ thành kiểu cái chỗ cái đường nối này nè, nó sẽ bị cong lên nha.
nó sẽ bị kiểu như cong lên như thế này. Bên này cũng vậy. Đây. Nè, đó, à, cái hình chữ V như thế này nè, đó. Thì cái này nó sẽ cong lên như thế này. Đây chỗ đường nối. Và cái mặt này mình sẽ cho ở mặt trước, mặt sau. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân phía dưới. Bây giờ mình sẽ quay đầu lên. Quay lên. Đấy các bạn thấy không? Nó như thế này. Thì bây giờ mình bắt đầu móc từ bên hông mình đi, không phải bên hông mà mình móc từ cái điểm mà cong ngắn này, mình sẽ đi dài xuống. Khi nào mà nó bằng qua đây thì mình móc đi xuống luôn nha mọi người. Đây trước tiên mình sẽ để cái mặt phải phía ngoài nè. Cái điểm từ điểm nối các bạn điếm lên cho mình 3 chân. 1 2 3. Ngay chân thứ 3 các bạn sẽ tạo một cái đầu sợi. Các bạn tạo một cái đầu sợi cứng lại cho mình. Kế tiếp các bạn kéo sợi và các bạn sẽ kéo qua cái mũi đầu mũi thứ 3 từ cái chân nối này đi lên. Điếm 3 chân nha. Rồi, các bạn sẽ móc một mũi đơn một mũi bính lên cho mình. Sau đó nè, các bạn sẽ móc vô ngay chỗ cái phần này, phần nối này nè, nhưng mà các bạn chỉ móc cái mũi ngoài đi thôi nha. Đây các bạn móc cái mũi phía trên này, móc cho mình một mũi kép, rồi tiếp tục một bính nè, bỏ một chân, chân bên đây móc một mũi kép, một bính nè, bỏ một chân, chân kế tiếp móc mũi kép. Các bạn cứ một bính một kép các bạn lặp lại cho mình tới tới phần mũi cuối cùng, ngay chỗ cái chân cuối cùng nối bên đây cho mình luôn. Mình còn một chân này đúng không? Bạn lên một bính nè, móc vô cái chân cuối cùng nè, một kép nè, sau đó lên một bính nè. Các bạn sẽ bỏ chân nối này không đến nha, một hai nối ngay chân thứ ba, một mũi giờ như thế này cho mình. Đây một mũi giờ đó, xong tiếp tục các bạn ở đây các bạn sẽ chuột lên cho mình nè, một đây nè, hai mũi nè, mũi thứ ba nè, rồi các bạn quay mặt lại, các bạn móc vô cái chỗ cái điểm chuột này cho mình là một kép nè, hai kép nè, ba mũi kép vô đây, rồi sau đó là mỗi chân một kép cho mình tới đầu bên kia luôn. Đây móc tới cuối hàng thứ hai nè, các bạn sẽ móc ngay chỗ cái điểm cái đỉnh điểm này, các bạn móc cho mình vô đây bốn mũi ba mũi kép, một nè, hai nè, ba. Các bạn bỏ hai chân, một hai lên chân thứ ba, móc một mũi trượt cho mình. Như vậy là mình đã kết thúc được cái hàng thứ hai nè, ha. Rồi tiếp tục cái hàng thứ ba, các bạn trượt lên cho mình là ba mũi, một hai ba, lên một bính, quay mặt lại đó. Các bạn sẽ móc vô chân ngay chỗ cái chân gốc này cho mình một mũi kép, tiếp tục lên một bính nè. Rồi các bạn sẽ xem cho mình nè,
ngay chỗ cái chân này, các bạn cắt đều cho mình nha. Thêm cái chân kế tiếp ở đây các bạn móc một mũi kép nữa cho mình. Rồi tiếp tục một bánh nè, bỏ một chân, một kép nè, một bánh một kép, các bạn lặp lại tới cuối hàng thứ ba cho mình. Đây, tới cuối hàng sẽ còn là một hai chân đây đúng không? Các bạn lên một bánh, móc một chân ở đây luôn. Một chân, bỏ cũng một chân, móc một chân cuối cùng ở đây nè ha. Rồi sau đó lên một bánh nè, móc ngay chỗ chân nối với cái phần hàng thân phía bên đây. Một mũi kép nữa. Một bánh nữa nè. Rồi, điểm lên hai chân, 1 2, chân thứ ba trượt một mũi trượt nè. Kết thúc cái hàng thứ ba nè, đó. Rồi tiếp tục. Các bạn lại lên cho mình ở đây là trượt cho mình là 3 mũi trượt. 1 2 3. Quay mặt lại phía trong. Móc vô cái đỉnh này 2 mũi kép. 1 2. Rồi mỗi chân là một mũi kép cho mình tới cuối hàng. Đây mình tới cuối hàng thứ tư nè. Các bạn móc ngay chỗ cái chân này luôn cho mình thêm 2 mũi kép nữa. 1 nè. 2 nè. Bỏ một chân, hai chân ngay chân thứ ba, móc một mũi trượt lên. Kết thúc cái hàng thứ tư cho mình. Này, nó sẽ như thế này. Đó. Rồi, tiếp tục nè. Các bạn sẽ trượt lên cho mình là 3 mũi trượt. 1 2 3. Lên một bánh. Quay mặt lại, móc cái hàng thứ năm. Rồi móc vô cái chân đầu tiên, ngay chỗ chân trượt nè, một mũi kép nè. Tiếp tục một bánh nè, bỏ một chân, móc một mũi kép nè. Một bánh nè, bỏ một chân, móc một mũi kép. Các bạn cứ một bánh một kép tới cuối hàng thứ năm cho mình luôn. Mình đây mình là tới cuối hàng thứ năm rồi nè. Lên một bánh nè, móc một vô cái chân này, một mũi kép. Sau đó lên một bánh, bỏ hai chân, một hai chân thứ ba trượt một trượt để kết thúc cái hàng thứ năm. Đây mình sẽ để một cái mặt xuống cho bạn xem, kiểu như nó sẽ đi như thế này. Này tạo một cái độ cong cái phần
trước ngực nha. Như vậy là mình móc sẽ móc là 1 2 3 4 5, 5 hàng, 5 hàng ở phần thân trước và 5 hàng ở phần thân sau. Sau đó mình sẽ móc nguyên một vòng tròn vòng áo luôn nha. Ở đây thì mình sẽ xong 5 hàng này rồi. Bây giờ mình sẽ móc lên 2 mũi bính để mình thắt gút lại cái phần mũi chốt ở đây cho nó đừng có bị tụt mũi. Rồi mình sẽ giấu phần sợi này sao. Các bạn lên 2 bính các bạn gút chặt lại thì nó sẽ không có bị dột mũi nha. Đó. Thì mình đã lên 5 hàng ở đây. Bây giờ mình các bạn tương tự như nãy giờ, các bạn sẽ móc ở phần thân sau cho mình luôn. Ở đây mình đã móc xong ở phần thân sau luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu từ phần thân sau móc nguyên một cái vòng tròn luôn mọi người. Thì trước tiên ở đây móc và nối liền cái vòng tròn của nguyên cái phần thân áo luôn. Các bạn sẽ ở đây là cái điểm cuối cùng của cái phần thân sau, các bạn sẽ móc lên một bính như thế này cho mình. Sau đó móc vô đây một mũi đơn. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục cái phần quay giăng kế tiếp, đó là các bạn lên cho mình 5 mũi bính nè. Tiếp tục các bạn sẽ đếm cho mình là bỏ 5 chân, là 1 2 3 4 5, móc chân thứ 6 cho mình một mũi đơn. Như thế này, tiếp tục 5 bính một đơn, các bạn cũng bỏ 5 chân và móc vào chân thứ 6 cho mình. 5 chân thứ 6 ở đây. Một mũi đơn như thế này. Tương tự các bạn sẽ móc 5 bính một đơn tới cuối hàng luôn. Mình sẽ tính cái hàng này là cái hàng nhớ coi. 2 4 5 thì bây giờ cái hàng này hàng thứ 6 nha. 1 2 3 4 5 6 ngay chân thứ 6 móc một mũi đơn. Các bạn móc tới phần mà móc cái đường này cho mình rồi mình hướng dẫn các bạn tiếp tục. Đây, ở đây mình móc tới cái đường nối giữa của phần thân trước và thân sau rồi. Các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn cũng đếm cho mình đủ là 6 mũi thôi nha. Đây, một chân nè, 2 3 4 5 6 ngay đây các bạn móc một mũi đơn cho mình. Nối qua luôn. Đó, các bạn tiếp tục móc chứ các bạn không cần để ý là bên đây sao 2 mà bên đây nó nhiều hơn nha mọi người. Tại vì khi mà mình móc hết cái vòng tròn nó sẽ đủ mũi hết. Rồi, tiếp tục vẫn là 5 bính một mũi đơn. Đây, ở đây các bạn tới cái phần góc mũi đi lên này thấy không? Các bạn cũng điểm là 2, 4, 6, tức nghĩa là ngay chỗ cái đỉnh đầu cái đường này đi luôn. Các bạn móc một mũi đơn cho mình. Đó, rồi tiếp tục 5 mũi bính nè. Rồi các bạn nhìn nè, các bạn sẽ bỏ 1, 2 đường này, 1, 2, móc vô cái đường thứ 3 này, một mũi đơn. Tiếp tục lên 5 mũi bính. Các bạn bỏ 1, 2, móc ngay chỗ cái chân này, một mũi đơn. Đây có nghĩa là cái khoảng cách giữa cái này là 1.5 á, mình sẽ móc cái đường giữa này và một cái thì mình sẽ móc ngay chỗ cái cạnh này, có nghĩa là các bạn sẽ bỏ qua 1 2 đường này, 1 2 là móc ngay đường thứ 3, còn ngay cái đường giữa thì móc tiếp tục. Rồi tiếp tục nè, lên 5 mũi bính nè, bỏ 1 đường 2 đường, móc cái đường giữa này.
1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục 1, 2, móc ngay chỗ cái đường này. Lý do có nghĩa là mình một cái phân nửa này rồi. Qua đây hai cái ô vuông rưỡi á. Nói như vậy cho dễ hiểu nè, hai ô vuông chính giữa này, bên đây cũng hai ô vuông chính giữa này chia ra. Này ha. Rồi tiếp tục là 5 mũi bính nè. Rồi các bạn móc xuống ngay chỗ chân ngay góc này cho mình một mũi đơn luôn. Đó, để kết thúc cái phần này. Rồi bây giờ tương tự như phía bên đây thôi, các bạn cũng 5 bính một đơn, bỏ cho mình là 5 chân, móc ngay chân thứ 6 thôi. Các bạn móc tương tự như nãy giờ mình móc hết cái hàng thứ 6 này nha mọi người. Ở đây mình móc xong hết một cái hàng thứ 6 rồi nè. Đấy, hết một cái vòng luôn. Và mình đã nối vô cái mũi đơn đầu tiên đầu hàng. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc mũi trượt lên cho mình là 3 mũi 1 nè. 2 nè. 3 mũi nè. Rồi các bạn lại lên cho mình một bính và móc vô ngay cái mũi trượt thứ 3 một mũi đơn như thế này cho mình. Đó. Rồi tiếp tục lên 5 mũi bính. Các bạn sẽ móc qua cái cặn bính kế tiếp một mũi đơn chính giữa. Tiếp tục 5 bính một đơn. Như thế này. Các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ 7 cho mình luôn. Các bạn móc hết hàng thứ 7 cho mình luôn. 5 bính một đơn nha. Tiếp theo mình đã tới cuối hàng thứ 2 nè, các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi bính, 5 mũi bính luôn. Rồi các bạn sẽ móc vô mũi đơn này một mũi giờ, kết thúc hàng thứ bảy, có nghĩa là mình tính từ cái hàng ngày đây luôn, ngày thứ bảy. Giờ tiếp tục cái hàng thứ 8, các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi giờ đi vô trong chính giữa của cái mũi kế tiếp đây. Rồi lên một bính nè, móc một mũi đơn vô đây đó. Rồi tương tự vẫn là 5 bính một đơn, móc qua cạnh bên đây sẽ giống như cái hàng thứ 7 hồi nãy mình vừa móc. Các bạn sẽ lên tổng cộng thêm cho mình nữa là 5 hàng như vậy nữa. Có nghĩa là hàng 7 xong phải không? Bây giờ mình bắt đầu hàng 8, hàng 9, hàng 10, 11, 12. Xong 12 hàng 5 bính một đơn như thế này, mình sẽ quay lại hướng dẫn móc các bạn tiếp hướng dẫn các bạn tiếp cái phần quay văn kế tiếp của cái phần áo này nha mọi người. Đây mình đã móc tới cái hàng thứ 12 rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái phần quay văn kế tiếp, hàng thứ 13. Trước tiên thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi giờ vô trong. Rồi sau đó các bạn sẽ móc xuống dưới phía trong cái sợi dây này luôn cho mình một mũi đơn. Rồi lên tiếp tục cho mình là 1 2 3 mũi bính. Rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép nữa. Rồi sau đó là một mũi bính nè, móc tiếp tục 2 mũi kép vô đây
một nè, hai nè, đó. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình là một bính. Rồi các bạn sẽ qua cái phần cạnh kép bên đây, móc tiếp cho mình là hai kép, một bính nè, hai mũi kép nè, như thế này, lên một bính qua bên đây, hai mũi kép, một mũi bính nè, hai mũi kép. Đó, tương tự thì các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ 13 này cho mình luôn. Mỗi một cạnh này thì các bạn cứ móc hai kép, một bính, hai kép và cách nhau bởi mỗi một cái cụm là một mũi bính. Các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ 13 này cho mình nha. Đây mình đã tới cuối hàng thứ 13, lên một bính và các bạn sẽ nối ở cái đầu bên đây cho mình. Rồi kế tiếp các bạn sẽ bắt mũi giờ đi vô trong cái mũi bính chính giữa là đây nè, vô đây. Rồi tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ lên cho mình là bốn mũi bính. Tiếp tục các bạn móc vô cái phần cái mũi chính giữa này một mũi kép nữa cho mình nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình là một mũi bính. Các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính nè. Tiếp tục các bạn qua bên đây, các bạn móc cho mình là một cái chân đầu tiên của cái cụm này, lên cho mình hai mũi kép, một nè, hai nè. Rồi bên đây cũng vậy, lên hai kép, một nè, hai nè. Sau đó là các bạn sẽ lên cho mình là các bạn lên cho mình ở đây là hai bính. Rồi các bạn qua cạnh bên đây móc lên hai mũi kép, một, hai mũi kép chung chân nha, hai. Kế tiếp vẫn là hai mũi kép chung chân đó. Rồi sau đó là lên một mũi bính nè, qua cái khoảng giữa bên đây móc một kép nè, một bính nè, một mũi kép, như thế này. Tiếp tục lên một mũi bính qua bên đây, các bạn móc giống như cụm này cho mình, hai mũi kép chung chân. Tiếp tục hai mũi kép chung chân, hai bính qua đây, hai mũi kép chung chân. Hai mũi kép chung chân. Đó. Đây, cái cụm này nó sẽ giống cụm này. Thì tiếp theo đó là mình sẽ móc cái cụm này. Lên một bính nè, móc vô đây. Một kép, một bính, một mũi kép. Đó. Các bạn thấy không? Thì tương tự như hai cái cụm này các bạn móc tới cuối hàng thứ 14 này cho mình luôn.
Đây đây mình tới cuối hàng thứ 14 này, các bạn lên một bánh đây và nối ngay chỗ chân thứ ba một mũi giờ cho mình. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi giờ vô phía trong này và các bạn lên cho mình 4 mũi bính. Tiếp tục ở hàng thứ 15 các bạn móc vô đây một mũi kép. Rồi sau đó các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính. Các bạn móc 4 mũi kép chụm đầu lại cho mình. Kéo qua. Đó. Rồi sau đó là các bạn lên cho mình là một mũi hai mũi bính đi, lên hai mũi bính. Các bạn móc vô khoảng trống này cho mình 4 mũi kép. 1 nè. 2 nè. 3. 4. Tiếp tục 2 mũi bính. Qua đây móc 4 mũi kép chụm đầu. Kéo sợi qua hết. Lên một bính nè. Qua đây móc một kép, một mũi bính, một mũi kép. Rồi tiếp tục một mũi bính nè. Tương tự như cái cụm bên đây, các bạn sẽ qua bên đây móc cho mình 4 mũi kép chụm đầu. Móc lên 2 bính. Móc vô khoảng trống này 4 mũi kép. Rồi, lên 2 mũi bính. Móc 4 mũi kép chụm đầu này lại. Kéo qua, lên một mũi bính, qua đây móc một kép nè, một bính, một mũi kép, sau đó lên một bính. Thì tương tự như hai cụm này, các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ 15 này cho mình luôn nha.